Vâng, xin tự chào tất cả quý vị. Bên cạnh tôi đây đang là hai chiếc xe đạp đưa thư đến từ nhà Nomad. Đây là hai mẫu mới nhất vừa ra mắt khoảng tầm một tháng trước trong năm 2024. Thì mời quý vị cùng tôi khám phá hai chiếc xe này nhé. Phía bên tay phải của tôi đây là chiếc Nomad Stock, còn phía bên tay trái của tôi là chiếc Nomad Swan các bạn nhé. Chúng ta cùng đi vào chi tiết chiếc Stock trước các bạn nhé. Về phần ngoại hình của chiếc Nomad Stock của chúng tôi thì nó có một cái ưu thế hơn chiếc Swan, đó chính là nó hầm hố hơn và nhìn thì nó chiến hơn, nó khỏe khoắn hơn rất là nhiều so với chiếc Swan. Với cái chất liệu của chiếc này thì nó được làm bằng khung hợp kim thép và mạ chrome cực kỳ là sáng và rất là chắc chắn các bạn nhé. Và đặc biệt là trên cái chiếc xe này của tôi thì được trang bị thêm hai cụm giảm sóc trước và sau các bạn nhé. Một cụm như thế này thì đều có hai chiếc lò xo như thế này, nó giúp cho chiếc xe của chúng ta êm ái hơn khi di chuyển rất là nhiều. Phía sau cũng có luôn các bạn nhé. Đó. Về phần trang bị trên xe thì chúng ta có một giỏ này, đấy, để chúng ta có thể đựng đồ. Chúng ta có một chiếc giỏ ở trên thân cũng có thể đựng đồ cá nhân được. Và có một túi sườn ở trên xe với chất liệu là bằng da bò, cũng có thể đựng được rất là nhiều đồ cá nhân các bạn nhé. Chìa khóa hay túi tiền hay rất nhiều thứ chúng ta có thể đựng được trong chiếc túi này. Về sau một chút thì chúng ta lại có thêm một chiếc túi để đưa thư. Đây đúng nghĩa là túi đưa thư luôn các bạn nhé, ở bên sườn hông mà. Đó. Và một chiếc gabaga vô cùng chắc chắn và khỏe khoắn. Ngoài ra ở trên phần dàn đầu của chiếc xe của chúng ta được trang bị một đôi gương rất là hợp với cả hợp ngoại hình của cái chiếc xe này, vuốt theo một cái góc rất là sắc nét và nó xuôi theo chiều của chiếc xe, giúp cho chiếc xe của chúng ta tăng được cái độ thẩm mỹ. Và tôi thấy chiếc xe này về độ thẩm mỹ thì nó gần như là đạt đến độ hoàn hảo rồi các bạn nhé. Bên cạnh đó thì xe còn được trang bị thêm một chi tiết rất là đặc biệt, đó chính là một bộ kèn với 3 ống âm thanh siêu to để chúng ta có thể nghe thử. Đấy, cảnh báo cũng rất là tốt các bạn nhé. Đây cũng là một chi tiết mà tôi đánh giá rất là cao với chiếc xe này, đó chính là về phần yên xe. Yên xe thì được làm bằng da bò, chất liệu da bò 100%. Anh camera có thể quay gần lại đây cho các bạn xem về cái chất liệu da bò của cái chiếc yên này của chúng ta. Đây là một miếng da bò nguyên khối các bạn nhé, để không có may vá gì cả, và được dập thẳng trực tiếp vào cái phần thân của chiếc yên như thế này, và giúp cho người ngồi tạo được cảm giác cũng vô cùng đẹp, vô cùng thoải mái và êm ái nhé các bạn nhé. Ngoài ra trên phần cấu hình của chiếc xe này thì chúng ta có thêm một bộ bánh là 26 inch. Và chiếc xe này của tôi, đây cũng là một điểm rất là đặc biệt trên chiếc xe, với 140 lỗ chân nan hoa là một điểm vô cùng đặc biệt, giúp cho cái bộ bánh này của chúng ta nó chắc chắn, nó bon, nó bền bỉ. Đi cho các bạn xem thử cái độ trớn của chiếc bánh này nhé. Đấy, trục bánh làm bằng trục bạc đạn các bạn nhé, các bạn có thể thấy. Bên cạnh đó thì xe được trang bị được một bộ phanh đĩa,
cực kỳ ăn và an toàn các bạn nhé. Về phần cấu hình trên chiếc xe này thì chúng ta có một bộ tay bấm đến từ nhà Shimano với mã EF41 với 7 tốc độ phía đằng sau. Và xe này của chúng ta thì chỉ có một tầng đĩa phía trước thôi, giúp cho chiếc xe cũng dễ dàng hơn trong quá trình mà các bạn sử dụng. Với củ đề phía sau đến từ nhà Shimano với mã TI300, Lip Shimano TZ500, 7 tầng các bạn nhé. Sang về phía bên này của chúng ta là chiếc Nomad Swan, với thiết kế đơn giản hơn so với chiếc Nomad Stock một chút, thì chiếc xe này nó vẫn giữ được cái phong cách của châu Âu và đặc biệt là phong cách đến từ nước Ý, và chúng ta liên tưởng đến những chiếc xe của quân đội Ý vào những thập niên 80 các bạn nhé. Với một màu xanh quân đội đặc trưng và cũng được trang bị một túi đưa thư bên hông sườn xe đạp như thế này, rất phù hợp với cả ngoại hình của chiếc xe các bạn nhé. Một cái điểm mà Nomad Swan hơn so với Nomad Stock, Nomad Swan của chúng ta được trang bị thêm một cụm đèn trước như thế này. Đấy. Với một công tắc giúp cho các bạn thao tác cực kỳ dễ dàng khi sử dụng. Và xe thì cũng được trang bị yên. Và cấu hình trên chiếc xe này thì cũng không khác gì so với Nomad Stock mà tôi đã review ở phần phía trước. Với tay bấm cũng là của nhà Shimano, cũng đĩa một tầng đĩa, và củ đề thì cũng có 7 tầng lip các bạn nhé. Và cũng được trang bị một bộ bánh 26 inch trước và sau. Xăm lốp thì cũng là của nhà Kenda các bạn nhé. Chúng ta có thêm một cái yên. Yên này thì nó êm hơn. Thực sự là yên này thì tôi đánh giá là nó êm hơn so với cả chiếc Swan. Đấy, với có thêm một lớp đệm bên trong này. Đấy. Đấy, xe thì cũng được trang bị các ba ga. Còn một chi tiết nữa thì ở trên chiếc Swan này, đó chính là về phần khung sườn của chiếc xe của chúng ta được trang bị, đó chính là khung hợp kim nhôm 6061 các bạn nhé. Và cuối cùng thì các bạn thấy sao về hai cái mẫu xe của nhà Nomad này? Thì các bạn hãy để lại ý kiến comment nhé. Còn các bạn muốn sở hữu được hai chiếc xe này thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.